rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ học bổ ngữ kết quả. Bổ ngữ kết quả là gì? Bổ ngữ kết quả là những cái từ nó đứng ốp sát ngay đằng sau động từ ấy và nó chỉ cái kết quả của hành động đấy, đó không ạ nhá. Thì bổ ngữ kết quả nó hơi có nhiều cái từ để biểu đạt rất phết. Đầu tiên là chúng ta sẽ có từ quán nhá, quán là xong, đúng không ạ? Cái hành động đấy là mình làm là xong hay chưa thì mình sẽ dùng từ quán để biểu đạt cái kết quả đó, đúng không ạ? Như vừa nãy chúng ta lấy ví dụ đó, phải không? Quán chu là gì đấy? Đọc sách xong rồi đúng không ạ? Xong quán cửa là học xong rồi đúng rồi, chứ quán ta là gì đấy? Ăn cơm rồi đấy, mọi người nhớ cái bộ kết quả đầu tiên chúng ta làm quen đó là học quán nhá, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng họ này, đúng không ạ nhá? Chu ở đây chỉ học họ là học cái gì? Khảo ở đây không phải là tốt nữa mà khảo ở đây là để đúng rồi, biểu thị cái hành động đã hoàn thành xong rồi. Mình sẽ có là gì đấy? Bài tập về nhà cho làm xong rồi, đúng không ạ nhá? Khảo này với cái nghĩa từ quán thì nó cũng tương đương chọc được, đúng không ạ nhá? À, tiếp theo là chu ở khảo công chu là làm xong rồi, đúng không ạ nhá? Công việc hoàn thành rồi nha. Chu khảo ý phụ đọc cho xong đi, mặc cho xong đi, đúng không ạ? Ví dụ phát coi, thoát khỏi gì đấy, cái gì đấy, mặc cho là coi tử tế vào, đúng không ạ? Mặc cho trong quần áo thì muốn làm gì thì làm nhá. Chế họ phát gì là gì đấy, đọc cho xong tiếng Trung rồi, tiếng Hán, đúng không ạ nhớ nào. Tiếp theo là một cái mẫu ngữ kết quả nữa, đó là từ chuyện, đúng không ạ? Thì thật ra cái cụm này chúng ta đã làm quen rồi đấy. Ơ mà chiên là gì đấy? Đặt thấy, đúng không ạ nhớ? Vậy thì khẳng chiên là gì đấy? Nhìn thấy, đúng rồi. Thiên chiên là nghe thấy thôi. Và tiếp theo một cái bổ ngữ kết quả nữa đó là tọ. To này là được nhớ, từ tọ đặt được. Vậy thì mình nói là khẳng to là gì? Nhìn được, xem được, đúng không ạ nhớ? Thiên tọ là nghe được. Cô giáo nói sát sảo, không thấy tứ sinh phản ứng gì ạ? Cô giáo quay ra hỏi tứ sinh ạ, thì thiên to là nó có nghe được không ấy? Nghe được cô giáo nói không? Đó ạ, nhìn tin to của chúa mà, đó ạ nhá. Mải to là gì đấy? Mua được, chứ to. Ăn được đúng không ạ? Khưa to là gì? Uống được. Thế khưa to catin nát với cả khưa to phê la chưa? Chưa đúng không? Ok, bằng to là gì đấy? Được, đúng không ạ? Và xẹp to là gì? Nghĩ được hoặc là nghĩ đi, đúng không ạ nhá? Đây, cỡ to, chẻ to, đúng không ạ nha? Thì tất cả những cái từ này vâng đều được gọi là ngữ kết quả, đứng ốp sau động từ thể hiện kết quả của hành động đấy nhỉ. Rồi tiếp theo là ngữ kết quả là dài khá là nhiều à, chua tôi là gì đấy? Đây tôi là đúng, đúng rồi, chua tôi là đúng rồi, chua tôi là gì đấy? Và nói đúng, đúng không ạ? Chua tôi là gì? Làm đúng, ok, chia tôi biết đúng rồi, và xẻo tươi là gì? Đi đúng rồi đấy, được không ạ nhá? Trái nghĩa với tươi thì mình sẽ có xua, được không ạ nhá? Rồi tả xua tiêu quả là gì đấy? Gọi nhầm. Chỉa xua khẳng chữ á? Biết sai, biết nhầm, được không ạ nhá? Mà xua tôi không chỉ Mua nhầm, dịch hay quá. Tớ đấy, nhà bía, nhà văn tổ. Lớp càng ngày càng dịch hay hơn. Ok, tin tổ tụng là gì? Hiểu, đúng rồi, thi tụng là nghe hiểu. Khăn tụng là gì? Xem hiểu. Đọc hiểu, đúng không ạ nhá? Ok, thi chính chủ học rồi, đúng không ạ? Chính chủ nó cũng chính là một trong những bộ kết quả nhá. Thi chính chủ là nghe rõ. Khăn chính chủ là xem, nhìn rõ, đúng không ạ nhá? Chua chính chủ là gì đấy? Phải rõ, đúng rồi, ok nhá. Thế thì cái này mọi người về xem lại slide và tổng kết thì cái bộ kết quả. Tất nhiên bộ kết quả chúng ta đã học được hết rồi nhưng chúng ta không biết đấy được gọi là bộ kết quả mà thôi, được không ạ? Tạm thế. Bộ kết quả thì là biểu thị kết quả mà hành động nhá, của động tác, đúng không ạ? Hoặc là sự thay đổi nhá. Và thường thì là do động từ hoặc là hình dung từ đảm nhiệm, đúng không ạ? Chỉ uống, chỉ uống ý của là gì? Tôi giặt xong quần áo rồi, đúng không ạ nha? Và nói thêm nữa về cái hình thức phủ định và cái thẻ nghi vấn của cái bộ kết quả này. Nếu như mà thẻ phủ định thì chúng ta sẽ thêm cái gì đấy? Thêm mấy dấu báo đằng trước động từ. Quay trở lại cái câu vừa nãy là muốn chỉ quán ý phủ lọc. Thì nếu mà nói là tôi chưa giặt xong quần áo mình nữa sao?
我没洗完衣服，或者我没有洗完衣服，所以更低怎么办呢？啊，疯啊！还留在那样子，哪里我搞得懂？留在那起起个尾，就不打扰，就不努了，那是吗？好，OK， 有嘛？然后填一本的，全班填出来啊！填有没有慌了？没有，妈我没够，对吗？你啊，啊，把它收收回来，去咯，快快起来，过来。有没有洗完衣服？好，有没有？你听呢？你，或者有没有？或者妈我没有嘛？OK， 就这样，就这样，就这样。那么，各位，cố gắng về xem lại những bộ kết quả nữa không ạ? Đây nhá, ví dụ là gì đây? Nào, cả lớp đọc nào. 你昨天有没有看见王老师? Dạ. Hôm qua bạn có thấy giáo sư Cường nghe sợ thế. Thầy giáo Cường không có hoặc rồi. Hoặc mình có thể hỏi là gì đấy?公司他们让我先用英语写好简历，我的英语不太好，你帮我看一下写对了没有？好的，我看看。你还需要面试吗？要，有些公司还要面试很多次。这家公司需要每天去吗？每个星期去四天，我星期一和星期四上午有课，打算上完课去。公司会同意吗？没问题，我的朋友也是上完课以后去的。如果能通过面试，你以后就要忙死了。小明，中国的大学生毕业以前需要去实习吗？是的，我的朋友刚刚找到了一家公司去实习，我也想去。什么公司？是家美国公司，他们让我先用英语写好简历。我的英语不太好，你帮我看一下写对了没有？好的，我看看。你还需要面试吗？要，有些公司还要面试很多次。这家公司需要每天去吗？每个星期去四天，我星期一和星期四上午有课，打算上完课去。公司会同意吗？没问题，我的朋友也是上完课以后去的。如果能通过面试，你以后就要忙死了。OK， 各位呢？告诉我呢，小明找到实习的公司了，对吗？对吗？对。那小明的简历要用英语写，对不对？对。嗯，今天呢，小明需要每天去实习，对吗？工作。
小明的朋友在这家公司实习，对不对？对吧？小明的朋友在这家公司实习，对不对？对对哈 ，OK， 对。那我们不够劲呀，我老爹呢？老板呢？小明，祝国大学生毕业以前需要去实习吗？有没有？都有，那出国。这个都有出国吗？bạn có phải đi thực tập không? Tiểu Minh, thì sao đây ạ? Thì chén là gì? Trước khi làm sao? Tốt nghiệp đại học Trung Quốc thì bạn có phải đi thực tập không đúng không ạ? Tiếp theo ạ? 是的，我的朋友刚刚找到了一家公司去实习，所以我也想去。哦，够莫塞呀。Mới xài đúng không? Tí nữa thì cô giáo bị học tâm lý. Tại sao sai? À đúng không? Bạn của Xiaomi. Thế có phải kiểu Xiaomi không? Đấy đúng không? Nghi nghi rồi. Cái trẻ này ở trung tâm lại sai. Nghi nghi rồi à? Em cũng đánh chua mà nhưng mọi người thấy. Có thể em người thấy tôi à? Mình cái thằng, mình cái thằng vấn chứ. Ôi trời ơi. Tôi cũng muốn đi, nghĩa là thấy bạn như thế sân si, không cũng muốn đi. À, ý là như vậy ạ? Đúng, bạn tôi vừa mới tìm được một công ty tập, tôi cũng muốn đi. Hai câu luôn nhé. Ở một số khỏe dài nhỉ? Chuyển một công sư. Công ty nào? Sư gia Mỹ Quốc công sư. Thà vân rằng của xin dung nhưng bị xìa hào xìa hào chế lị của lưu ý nghĩ không thay hào nghĩ bằng của càng ý xe xìa tôi là mấy hiệu. Là công ty Mỹ. Họ nói rằng họ gì? Họ là của họ là tôi dùng tiếng Anh để viết giấy lịch trước. Họ là mình giao dịch gì đấy, họ yêu cầu tôi làm sao sẽ phải biết rồi mới định bằng tiếng Anh trước đó không ạ? Tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Bạn giúp tôi xem biết đúng chưa, đúng chưa? Đúng rồi. Được rồi, tôi xem nó. Bạn còn cần phỏng vấn không? Được, đưa đây tôi xem. Bạn có cần phỏng vấn không? Cảm thấy cậu ghê. Có thì tiếng nước ngoài là cả. Dạ. Dạ, xe công sư hãy giao miên sư. Hãy hãy giao miên sư. Cần cơ sư. Cần. Cần. Có. Cảm chị. Dù xe quốc sư là đi có những công ty còn phải lắm. À, còn cần phải phỏng vấn rất nhiều lần đúng không ạ? Tiếp ạ. Chưa xe quốc sư suy yếu. Mấy tên chuyên mà. Công ty này cần phải đi mỗi ngày không? Mỗi ngày phải đi không? Ừ. Bạn cứ xin đi chứ 4天. 4天. Của xin chí y hờ xin chí sư. Sáng ủ yếu cơ. Sáng hoàn cơ chứ. Anh Tùng lại giọng đọc xanh hiệu nhỉ? Giọng đọc giống Lưu Cẩn. Anh biết Lưu Cẩn không? Trong phim Đông Sưởng Tây Sưởng. Không. Mày cứ xin
星期去是哪里吗？每点每个人每个人的做出来来thứ hai và thứ ba thứ hai và thứ năm rồi. Sáng đều có tiếp lớp học dự định là tối dự định học xong thì đi rồi. Công sư huê hủ mi mà huê huê đồng ý mà công ty đi có đồng ý không à đi có đồng ý vậy mấy vấn đề, tôi có bạn cũng là học xong lên học quý vị, tôi cũng là học xong lên học quý vị, tôi cũng là học quý vị, nếu mà đạt được vấn đề thì bạn sao đấy? Bạn sẽ bận chết đấy. Sau này bạn sẽ sao? Sẽ bận chết thì mất. Đó, nhá, ok. Rồi nào. À, Xiao Ming là bạn có tìm được công ty công ty để thực tập không? Tìm được công ty gì? Xiao Ming. Xiao Ming. Xiao Ming là bạn có tìm được一家公司的去实习。一家什么公司？美国。你看好呀，什么公司比一家公司的棒呀？加油！美国公司。啊，美国啊，美国公司去实习。OK， 小明写好简历了吗？写好简历了吗？你明天想到人，你就别到明天想到人家。小明，还没写好简历啊？还没写好简历，真的吗？真的吗？小明，写好了没有？简历了啊，写好简历了，给谁看？帮忙看看呢？给谁帮忙看看？海伦啊，给海伦帮忙看看，有啊，娘。小明为什么请海伦看简历呢？海伦会请啊，就是你。因为小明英语不太好。对，因为小明英语不太好。小明，星期一和星期四上午也去公司实习吗？他打算上完课去。啊。每个星期就四天。啊，就四天。星期一和星期四上午也去吗？去吗？去。上完课就？上完课就去。啊，上完课就去。OK， 百分多少呀？小明，你换毕业了，工作找到了吗？还没有，最近忙着找工作。我已经参加了很多场面试。找到满意的工作不容易呀。是呀，竞争很厉害。上个星期，一家公司给我发了电子邮件，通知我明天去面试。希望这次能通过。明天的面试你准备好了吗？早就准备好了。是用汉语还是用英语面试？那是一家美国公司，得用英语面试。祝你好运。谢谢。OK， 小明，你快毕业了，工作找到了吗？还没有，最近忙着找工作。我已经参加了很多场面试。找到满意的工作不容易呀。是呀，竞争很厉害。上个星期，一家公司给我发了电子邮件，通知我明天去面试，希望这次能通过。明天的面试你准备好了吗？早就准备好了。
是用汉语还是用英语面试？那是一家美国公司，得用英语面试。祝你好运。谢谢。哎呀，我很高兴的，你说呢？小明，你快毕业了，工作找到了吗？小明，sắp tốt nghiệp rồi, công việc đã tìm được chưa? Công việc chưa mà. Hai mươi điều, tôi xin mắng chưa chào, công tác. Tôi đã tham gia nhiều chào, nhiệt sự, vẫn chưa. Gần đây bận gì nhỉ? Gần đây bận tìm công việc. Tôi đã tham gia rất nhiều buổi phỏng vấn. Đúng ạ, rất nhiều buổi phỏng vấn rồi, đúng ạ. Nào, hôm nay gặp tình cảm đấy nhá, tiếp cảm nhá. Chả ta mà. Chả ta mà như là không chưa phù hình, phù đúng gì ạ. Vừa ý, hẳn. Không thì không thể là hàng, đúng ạ. Theo ạ.
因为他已经参加了很多场面试。嗯，竞争力怎么样？竞争力？竞争力什么呀？竞争很厉害。竞争力很厉害。对，明天的面试小明准备的怎么样？明天的面试小明早就准备好了。小明希望等到什么时候啊？等到什么好消息？小明希望等到什么好消息？希望面试能通过。等到能通过面试的好消息。OK， 下面乖了。等，乖的，你有几个儿子？你想？只有问问了，没有关联的，都有错，就这么了。关了，关了。